Anh muốn đi đâu xa? Ai hôm nay anh muốn về nhà? Hôm nay trời sao nóng bức quá? Em đang cần một ly nước đá. Đừng bắt em phải ra ngoài đường. Em chỉ cần có bốn bức tường, một điều hòa và một cái giường. Nếu ra đường chỉ có xác tình là nóng như cái lò.